Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 564. Ôi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tinh Diên sờ lên gương mặt của mình, chỉ cảm thấy vô cùng phấn nộn trơn nhẵn, lại nhìn thấy thân thể làn da khôi phục như lúc ban đầu, cũng không còn là cương thi cứng ngắc, mà là một lần nữa trở nên mềm mại, nàng không khỏi kinh hỉ vạn phần. Diệp thần nhắm mắt lại mở ra, con mắt đã khôi phục nguyên dạng, nói ra, chỉ là một chút chướng nhãn huyễn thuật, ngươi vẫn là một người chết đâu. Nói chuyện có chút thở hổn hển. Đây là bởi vì, Diệp thần vừa mới thi triển vạn hoa đồng huyết nhãn, thậm chí vận dụng nguyệt chi thạch mộng ảo năng lực, hắn huyễn tưởng Tinh Diên khôi phục như lúc ban đầu, thế là Tinh Diên nhìn từ bề ngoài, liền khôi phục bộ dáng của ban đầu. Cái này trên thực tế, chỉ là Diệp thần thi triển huyễn thuật, căn bản không phải thật. Nhưng cái này huyễn thuật, lại đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Chí ít hiện tại Tinh Diên, thoạt nhìn là cùng đã từng xinh đẹp như vậy thanh thuần. Chỉ bất quá, cái này huyễn thuật, lại tiêu hao Diệp thần không ít linh khí, cho nên hắn hiện tại có chút thở hổn hển. Nguyên lai, chỉ là huyễn thuật sao? Tinh Diên lập tức có hơi thất vọng, nhưng nhìn xem chính mình trắng nõn sáng long lanh da thịt, nàng trong lòng vẫn là tuôn ra đi lại một cỗ cảm kích cùng ấm áp cảm xúc, nói ra. Thôi, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Diệp thần cười nói, nguyên lai ngươi sẽ còn nói tạ ơn sao? Tinh Diên hừ một tiếng, liền không có nói nữa. Diệp thần cũng buông ra cổ tay của nàng, nàng yên lặng ngồi vào một bên khác, ôm đầu gối nghỉ ngơi. Đêm dần khuya, Diệp thần cùng Tinh Diên đang nghỉ ngơi, chợt nghe phương xa truyền đến một trận ầm ầm cự đại thanh âm, tựa hồ là ngàn con vạn con hung thú, ở trên mặt đất lao vụt phát ra thanh âm, chấn động thiên địa, thanh thế to lớn, cuồn cuộn bụi mù xông về bầu trời đêm. Là thú triều sao? Tinh Diên đứng dậy, xa xa nhìn thấy kia cuồn cuộn bụi mù, lập tức hơi kinh ngạc. Bấm ngón tay tính toán, a, thật là thú triều. Tính toán thời gian, vạn năm một lần thú triều thiên tai, bây giờ chính là bộc phát thời điểm. Diệp thần trong lòng căng thẳng, cũng đứng lên thân, nói, cái gì thú triều thiên tai? Tinh Diên xinh đẹp mặt trầm xuống, nói, liền là thiên không thú hoàng tà ma đưa tới tai họa, thiên không thú hoàng pho tượng đứng sừng sững ở sáng đạo nhai, đạo huyền tổ sư chậm chạp không dám luyện hóa mặc cho pho tượng tà khí lan tràn, pho tượng tà khí không ngừng tích lũy. Cách mỗi vạn năm liền sẽ hình thành tà chướng, dã thú bị tà chướng ăn mòn về sau, liền sẽ triệt để điên cuồng, mà lại sẽ tụ tập lại, khắp nơi va chạm tứ ngược, đây chính là thú triều thiên tai. Diệp thần nói, xem ra, sáng đạo nhai sự tình, người đều biết rất tinh tường a. Cái này thiên không thú hoàng là ai, tà ma thế mà lợi hại như vậy, hắn là 72 trụ thần. Nếu là lúc trước Diệp thần đặt câu hỏi, Tinh Diên tuyệt lờ đi, nhưng nàng vừa mới thụ Diệp thần ân huệ. Cảm thấy thái độ đối với Diệp thần, cũng thoáng đổi cái nhìn một chút, lập tức cũng không giấu giếm, nói ra. Thiên không thú hoàng, liền là 72 trụ thần một trong, ban sơ chúng ta cái này phản thiên thế giới, vừa mới sáng lập thời điểm, còn không có sinh linh sinh ra, muốn sinh sôi xuất sinh linh, phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Thiên không thú hoàng giáng lâm, hắn quyết định sớm sáng tạo sinh mệnh, là vì tranh đoạt sáng thế đại công đức, bất quá, hắn là không dám tạo ra con người. Bởi vì là nhân hình là thế gian hoàn mỹ nhất trật tự, tạo ra con người công đức mặc dù lớn, nhưng có cái gì lại kém, hậu quả tội nghiệt cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn liền đã sáng tạo ra dã thú, hắn là hết thảy dã thú khởi nguyên, là thú tổ. Diệp thần giật mình, lại hỏi, kia thiên không thú hoàng, chính hắn là hình người, vẫn là hình thú. Tinh Diên nói, vậy dĩ nhiên là hình người, tuy nói 72 trụ thần, hình thể đều có thể biến hóa ngàn vạn. Nhưng chỉ có hình người mới là cao quý nhất cùng hoàn mỹ nhất, cho nên đồng dạng không có gì tình huống đặc biệt, 72 trụ thần đô sẽ bảo trì hình người. Diệp thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thế giới trung ương sáng đạo nhai trên đỉnh núi thiên không thú hoàng pho tượng, trong đêm tối mông lung khó phân biệt, nhưng này cỗ xâm nghiêm tà ác khí tức, lại là phi thường khủng bố, so lúc ban ngày còn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệp thần thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn nhiều, nói, cái này thiên không thú hoàng, nếu là hết thảy dã thú khởi nguồn của sự sống cùng tổ tông, kia hẳn không phải là cái gì tà ác tồn tại, vì sao hắn pho tượng lại sẽ tràn ngập như thế nồng đậm tà khí. Tinh Diên lắc lắc đầu nói, ta không dám nói quá nhiều, nhưng ngươi lời nói, thiên không thú hoàng tà khí quá mức kinh dị, nếu như ta tiết lộ quá nhiều, sợ rằng sẽ lọt vào hắn tà ma xâm lấn, đạo tâm sụp đổ, đợi ngày mai nhìn thấy mẹ ta thân, ngươi lại đi hỏi nàng đi. Diệp thần nhún vai một cái nói, tốt ha.
Xem ra, cái này thiên không thú hoàng, đích thật là vô cùng thần bí kinh dị, Khô Kiếm Si không dám tiết lộ quá nhiều thiên cơ, Tinh Diên cũng không dám lộ ra toàn bộ, đều sợ hãi lọt vào tà ma xâm lấn. Diệp Thần muốn biết thiên không thú hoàng toàn bộ bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình đi hỏi Khương Dít Gào Vân. Chỉ là bây giờ, phương xa thú triều, bụi mù cuồn cuộn, đang không ngừng tới gần, kia ầm ầm như tiếng sấm bộ pháp âm thanh, chấn động đến Diệp Thần đầu ong ong, hắn bắt được dị thường khí tức nguy hiểm. Thú triều hướng về chúng ta bên này vào tới, rút lui trước đi. Diệp Thần cẩn thận nói. Tinh Diên gật gật đầu, lúc này liền cùng Diệp Thần rút lui. Diệp Thần hỏi, đã thiên không thú hoàng khủng bố như thế, ngươi làm sao còn muốn đi đầu quân hắn? Tinh Diên hừ một tiếng, nói, coi như thiên không thú hoàng lại tà ác, hắn chí ít cũng sẽ không đoạt ta trong sạch a. Diệp Thần lập tức im lặng, một trận sọ não đau, chỉ có thể nói Tinh Diên tính tình quá xảo trá, không thể thuyết phục, hắn dứt khoát liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem lấy nàng hướng nơi xa rút lui mà đi, miễn bị thú triều trùng kích. Ô ô ô, bỗng nhiên. Xa xa thú triều bên trong, truyền đến một trận kinh thiên giống lên một tiếng, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm, càn quét thiên địa tứ phương làm cho trong vòng phương viên trăm dặm, từng tòa sơn phong răng rắc rung động, khắp nơi băng liệt, sóng âm càn quét lướt qua, thậm chí khơi dậy trận trận phong bạo. Diệp Thần tu vi cường đại, ngược lại là có thể tại kia kinh thiên tiếng thú gào đứng vững, cũng không nhận được quá đại xung kích, nhưng Tinh Diên liền ngăn cản không nổi, tại thú hống trùng kích tới về sau, nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Gương mặt tái nhợt, trực tiếp liền té ngã trên đất. Uy, người thế nào? Diệp Thần ngồi xổm người xuống đi, liền thấy Tinh Diên sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, màng nhĩ thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên kia thú hống mang cho nàng trùng kích, quả thực là kinh dị. Diệp Thần cầm tay của nàng, đem linh khí của mình quán thâu đến trong cơ thể nàng. Nhưng như thế chỉ hoãn một chút, kia thú triều đã cuồn cuộn gào thét mà đến, Diệp Thần nhìn thấy từng đầu hung tàn kinh khủng thân ảnh. Phượng lôi ưng, mực vảy mãng, kim cương gấu, u minh hổ, hỏa kỳ lân, kim mao hống các loại, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm đầu hung thú, hợp thành thú triều, như bài sơn đảo hải gào thét phi nước đại, trà đạp đại địa. Tại kia thú triều cầm đầu ở giữa chỗ, là một đầu thân cao trăm trượng cự viên, toàn thân màu lông tuyết trắng, đồng tử huyết hồng, cả người vòng quanh từng sợi hắc khí, hai tay các dẫn theo một thanh cự hình đại phủ, trong cổ họng đang bộc phát ra ô ô ô giống lên một tiếng. Chấn động thiên địa càn khôn, làm cho người động dung. Mà tại thú triều phía trước, đang có hơn 10 người bỏ mạng chạy trốn, bọn hắn hiển nhiên là nhận lấy thú triều truy kích, tất cả mọi người vô cùng chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kia hơn 10 người nhìn thấy Diệp Thần cùng Tinh Diên, lập tức lấy làm kinh hãi. Tinh Diên tiểu thư, là nàng. Tinh Diên tiểu thư không phải là đi Nam Châu Thiên, đầu nhập vào sát thiên điện, nàng lúc nào trở về rồi? Nàng người bên cạnh là ai? Khí tức cũng không tục. Kia mười mấy người nhận ra Tinh Diên, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấy Diệp Thần thân phận, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí tức trầm ổn, phong thái anh vĩ, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Ầm ầm, thú triều thúc ép mà gần, đám người nhìn lại đàn thú mãnh liệt, đều là hoảng hốt, nhao nhao hô, Tinh Diên tiểu thư, chạy mau a. Tiểu tử kia, mau dẫn Tinh Diên tiểu thư chạy a. Đám người từ Diệp Thần cùng Tinh Diên bên người vội vã mà qua. Ai cũng không dám dừng lại, tuy nói bọn hắn quan tâm Tinh Diên an nguy, nhưng dưới mắt thú triều truy kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không cách nào cứu viện. Tinh Diên chịu kia lông trắng cự viên tiếng giống chỗ chấn, ngực phiền muộn muốn ói, khí tức tắc nghẽn trệ, căn bản bất lực chạy trốn. Là, hỗn độn ma viên. Tinh Diên nhìn xem kia thân cao trăm trượng, không ngừng gào thét cuồng sông mà đến cự viên, trong mắt cũng là toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Diệp Thần gặp những hung thú kia sát khí lượn lờ, tà lệ trùng thiên, nên cũng không dám chủ quan, từ cũng không thể vứt xuống Tinh Diên từ trốn, liền đứng dậy, thân thể tựa như núi cao đứng sừng sững, hai tay bóp cái Phật quyết, trong đan điền linh khí tuôn ra, quát. Luân hồi Phật Pháp, lui tránh chư tà, mở. Chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, Diệp Thần toàn thân tạc lên ngập trời Phật quang, cả người cất cao ngàn trượng, toàn thân tựa như hoàng kim rèn đúc, nở rộ vô biên Phật Pháp hà thải. Sau đầu từng vòng vòng ánh sáng, không ngừng dập dờn, phối hợp với đỉnh đầu thiên đế Kim Luân, hắn giờ phút này, đơn giản huy hoàng đến để cho người ta không thể nhìn thẳng tình trạng, bầu trời đêm đều bị trên người hắn bồng bột Phật Pháp Kim Quang chiếu sáng. Tinh Diên sợ ngây người, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, kia đang chạy trối chết 10 cái võ giả, cũng là dừng lại xuống bước chân, hít sâu một hơi,
ngước nhìn Diệp Thần vĩ ngạn vô biên thân thể. Giờ khắc này Diệp Thần, trực tiếp liền mở ra Phật Tổ chân kinh bên trong vô thượng diệu pháp, hóa thân luân hồi Phật, lại phối hợp thiên đế kim luân, cuồn cuộn Phật quang nổ tung mà ra, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ gặp kia từng đầu hung thú, lọt vào luân hồi Phật quang chiếu rọi, trên thân sát khí suy suy rung động, cấp tốc bốc hơi rơi, biến trở về nguyên bản linh thú bộ dáng, nhưng sức sống đại thương, nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rên rên rỉ. Hống! Chỉ có kia cầm đầu hỗn độn ma viên, lại cưỡng ép chặn Diệp Thần Phật quang, nhe răng nứt mắt, tại Phật quang chiếu rọi xuống, toàn thân sát khí suy suy sôi trào, hiển nhiên cũng là phi thường khó chịu. Nó phát rít lên một tiếng, hai tay các dẫn theo cự phủ, múa như gió, hoành không hướng Diệp Thần chạm đập tới tới. Súc sinh, còn dám cản rỡ, uy tự quyết. Diệp Thần tay trái bóp Phật quyết, tay phải đánh ra thuần thú bát tự quyết bên trong uy tự quyết, lập tức một cái cự đại uy khí tự tại lòng bàn tay hiển hiện, theo bàn tay hắn giữa trời bổ giết tiếp. Kia hỗn độn ma viên, còn không có tới gần Diệp Thần thân thể, liền bị Diệp Thần hung hăng một bàn tay, đánh té xuống đất, cao trăm trượng thân thể, thật sâu lâm vào đại địa bên trong đi, mặt đất xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Hỗn độn ma viên thê lương tiếng giống thảm thiết, căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần mở ra luân hồi Phật Pháp về sau, khí tức thập phần cường đại, mà lại hắn uy tự quyết, đối hung thú còn có to lớn khắc chế hiệu quả, kia hỗn độn ma viên tự nhiên không phải địch thủ của hắn. Chỉ gặp hỗn độn ma viên toàn thân sát khí đều bị đánh tan, thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến trở về một cái nho nhỏ linh hầu, song tay mang theo cự phủ, nguyên lai đúng là hai cây thụ nha. Thấy thế, Diệp Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Một con tiểu linh hầu, hai cây thụ nha, tại bầu trời kia thú hoàng tà chướng sát khí ăn mòn dưới, thế mà dị hóa thành cự ma hung thú, liền nho nhỏ hai cây thụ nha cũng có thể hóa thành cự phủ. Kia thiên không thú hoàng khí tức, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố. Hết thảy đều kết thúc, vừa mới vẫn là vô cùng mãnh liệt thú triều, giờ phút này đã bị Diệp Thần đánh nổ, đông đảo hung thú bị đánh quay về nguyên hình, chết thì chết, thương thì thương, không chết liền chật vật chạy trốn đi. Luân hồi Phật, luân hồi Phật, nguyên lai ngươi là luân hồi chi chủ a, vô vô thời không cái thứ hai Phật tổ. Kia 10 cái võ giả, nhìn thấy Diệp Thần vừa mới trấn áp thú triều uy thế, đều là vô cùng kinh hãi, lại là sùng bái, nhao nhao đi lên phía trước, hướng Diệp Thần quỳ xuống. Luân hồi chi chủ tại thượng, xin nhận chúng ta cúi đầu. Chúng ta là tinh không đảo đệ tử, hôm nay vô ý lọt vào thú triều trùng kích, may mắn được luân hồi chi chủ cứu giúp, cảm kích khôn cùng. Luân hồi chi chủ, người là thiên tổ người đại diện, thiên tổ không tại, người chính là chúng ta thiên tổ thất giới chí tôn chúa tể a. Người đại giá quang lâm, chắc là tới đón bàn tay sáng đạo nhai quyền hành. Đám người mừng rỡ nhảy cẫng, nhao nhao tán tụng Diệp Thần cường đại, lại đông 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 hướng hắn dập đầu. Diệp Thần trước đây tại Nam Châu thiên thời điểm, có phần bị lạnh nhạt, cơ hồ không người tán thành hắn luân hồi quyền hành, hiện tại đi vào sáng đạo nhai, lại có người hướng hắn quỳ bái, quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Tinh Diên thoáng thở thở ra một hơi, có chút mệt mỏi xoa đầu của mình, nói, các ngươi không cần quỳ, hắn không có các ngươi nói đến lợi hại như vậy. Đám người ngẩn ngơ, ánh mắt tại Diệp Thần cùng Tinh Diên trên thân di động, sau đó tất cả mọi người lộ xảy ra chút mập mờ thần sắc. Bởi vì bọn hắn bắt được, Diệp Thần cùng Tinh Diên ở giữa, tồn tại cực kỳ mật thiết nhân quả, nghĩ đến đã có tiếp xúc da thịt, có mấy người nhẹ giọng ho khan, có chút ngoạn vị bộ dáng. Tinh Diên gương mặt xoát một chút đỏ lên, nghĩ bác bỏ cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần thu hồi luân hồi Phật khí tượng, khôi phục nguyên bản bộ dáng, hướng mọi người nói, các ngươi đứng lên đi. Đám người cùng kêu lên đáp, đúng, liền nhao nhao đứng dậy. Diệp Thần nói, các ngươi là tinh không đảo đệ tử. Một người đệ tử tiến lên một bước, nói ra, chính là, tại hạ Triệu Thiên Tường, chính là chấp sự, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật gật đầu, sáng đạo nhai thế giới có 4 thế lực lớn, chính là sáng đạo cung, thiên hằng giáo phái, tinh không đảo, mưa kiếm điện, hiện tại cái này tinh không đảo đối với hắn quỷ bái, ngược lại để hắn an tâm không ít. Dạng này coi như Khương rít gào vân chỗ mưa kiếm điện, không muốn tiếp ứng hắn, hắn cũng có một cái chỗ. Các ngươi nhận biết Tinh Diên? Diệp Thần lại hỏi. Triệu Thiên Tường nói, nhận biết, nhận biết, Tinh Diên tiểu thư là Khương Thánh Nữ Thiên Kim, ai người không biết. Ta tinh không đảo cùng Khương Thánh Nữ chỗ mưa kiếm điện, cũng là minh hữu quan hệ, chúng ta những này phổ thông đệ tử, đối Tinh Diên tiểu thư tự nhiên là cung kính có thừa ra.
nói liền lặng lẽ nhìn về phía Tinh Diên, như ngưỡng vọng một tôn nữ thần, không dám có chút khinh nhờn. Diệp Thần gặp Triệu Thiên Tường sau lưng đệ tử, đối Tinh Diên cũng là kính nếu thần nữ, liền biết Tinh Diên đang sáng tạo đạo nhai bên trong địa vị, mười phần tôn quý, là rất nhiều nam tử trong suy nghĩ nữ thần. May mắn, may mắn, may mắn ta dùng huyễn thuật, che giấu Tinh Diên thi thể bộ dáng, không phải bọn hắn nhìn thấy Tinh Diên thành một bộ cương thi, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Diệp Thần trong lòng thầm kêu may mắn, mặt ngoài bất động thanh sắc, xuất ra tinh hải công cho hắn Long Mật Thần Hoàng Tử, đưa cho Triệu Thiên Tường, nói ra, nơi đây ban đêm sát khí tràn ngập, chỉ sợ lại có hung thú đột kích, các ngươi đem cái này vò rượu vẩy ở chung quanh, có thể để xua tan hung thú. Triệu Thiên Tường tiếp nhận vò rượu, vừa mừng rỡ lại là cung kính nói, vâng. Lập tức hắn liền cùng thủ hạ đệ tử, đem Long Mật Thần Hoàng Tử vẩy vào bốn phía. Cái này Long Mật Thần Hoàng Tử là dùng long mật phượng huyết sản xuất mà thành, đối hung thú có cường đại khu trục hiệu quả, rượu mùi vị của nước phát tán ra, hung thú cũng không dám đột kích. Tinh Diên liếc mắt lạnh liếc Diệp Thần, nói, ngươi ra lệnh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại là lợi hại đâu. Diệp Thần không muốn cùng với nàng so đo, cười nói, ta đây không phải sợ hung thú đánh tới, đem ngươi ăn. Tinh Diên gương mặt đỏ lên, hừ một tiếng liền không nói. Triệu Thiên Tường vẩy xong rượu về sau, trở lại Diệp Thần bên người, đứng xuôi tay, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tinh Diên bộ dáng, hắn còn tưởng rằng hai người liếc mắt đưa tình, âm thầm buồn cười. Diệp Thần tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, hướng Triệu Thiên Tường nói, Triệu huynh, các ngươi làm sao lại bị thú triều truy kích? Buổi chiều hung thú ẩn hiện, không cách nào đi đường, Diệp Thần tối nay là muốn ở đây đóng quân dã ngoại. Triệu Thiên Tường hoảng hốt vội nói, Triệu huynh hai chứ không dám nhận. Luân hồi chi chủ, người gọi tên ta liền có thể, ân, chúng ta là đưa một nhóm dược liệu đi mưa kiếm điện, không ngờ nửa đường lọt vào Thiên Hằng giáo phái chặn giết, chật vật đào thoát về sau, hoảng hốt chạy bừa, lại dẫm nhập hung thú địa bàn, vì vậy lọt vào truy kích, đã có hơn 20 sư huynh đệ bị dẫm chết, chỉ còn lại chúng ta, may mà luân hồi chi chủ cứu giúp, không phải chúng ta sợ rằng cũng phải mất mạng tại đây. Diệp Thần ánh mắt chớp lên, quay đầu quan sát phía sau hắc ám. Nhướng mày, nói, Thiên Hằng giáo phái. Các ngươi tinh không đảo, cùng Thiên Hằng giáo phái không cùng. Ngày này Hằng giáo phái, tựa hồ còn có người ở phía sau. Tâm hắn nghĩ cực kỳ nhạy cảm, đang nghe Triệu Thiên Tường nói Thiên Hằng giáo phái bốn chữ về sau, lập tức bắt được thiên cơ cùng sát khí đến từ phía sau, Thiên Hằng giáo phái người chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Triệu Thiên Tường nghe được Diệp Thần, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, cái gì? Thiên Hằng giáo phái người còn không hết hy vọng, còn muốn đuổi giết chúng ta sao? Đáng chết, chúng ta dược liệu tất cả đều bị bọn hắn cướp đi à? Diệp Thần ngắm nhìn Triệu Thiên Tường, nói, thật sao? Triệu Thiên Tường toàn thân giật mình, chỉ cảm thấy mình cả người, phảng phất đều bị Diệp Thần xem thấu, cuống quýt từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đem mở ra, nói ra, còn có một vị dược tài, vạn năm ngọc tuyết quả, không có bị Thiên Hằng giáo phái cướp đi, luân hồi chi chủ nếu là muốn. Diệp Thần gặp kia trong hộp ngọc, giả vờ một viên óng ánh tuyết trắng quả, linh khí nồng đậm, lường trước dược hiệu không nhỏ, bất quá hắn cũng không phải người tham lam, lắc lắc đầu nói, nhận lấy đi, ta không muốn đồ đạc của các ngươi. Triệu Thiên Tường kinh sợ, vừa tối ám may mắn, đem hộp ngọc khép lại thu hồi. Diệp Thần nói, đều thức tỉnh tinh thần đi, Thiên Hằng giáo phái khả năng còn có người đuổi theo. Triệu Thiên Tường trong lòng run lên, nói, vâng. Lúc này liền rút ra bên hông bội kiếm, dưới tay hắn các đệ tử, cũng là nhao nhao cảnh giới, rút ra binh khí, canh giữ ở bốn phía. Diệp Thần lại lần nữa hỏi, các ngươi tinh không đảo, cùng Thiên Hằng giáo phái là có cái gì ân oán? Triệu Thiên Tường hoảng hốt vội nói, vâng, bây giờ sáng đạo nhai bốn thế lực lớn, ta tinh không đảo cùng mưa kiếm điện kết minh, Thiên Hằng giáo phái liền cùng sáng đạo cung kết minh, song phương thế thành nước lửa, đã đánh giết không biết bao nhiêu năm. Ngày đó Hằng giáo phái đầy môn trên dưới, bất quá là đạo huyền tổ sư chó săn. Tinh Diên nói ra, các ngươi cùng đạo huyền tổ sư đấu nhiều năm như vậy, còn không có phân ra thắng bại, đáng tiếc ta tại Nam Châu Thiên xảy ra chút ngoài ý muốn, nếu không ta kế thừa Hắc Hoàng đế quyền hành, hừ hừ. Nàng tiến về Nam Châu Thiên, bái nhập sát thiên điện môn hạ, kỳ thật liền là hướng về phía Hắc Hoàng đế quyền chui đi, nếu như có thể hoàn mỹ hòa tan Hắc Hoàng đế quyền chui, nàng có lòng tin quét ngang chư thiên. Đến lúc đó vương giả trở về, một lần nữa trở lại sáng đạo nhai thế giới, nàng liền là chí cao thần minh. Chỉ bất quá, Diệp Thần xuất hiện, lại làm cho Tinh Diên mộng đẹp thành không,
mà lại nàng hiện tại đã là một bộ tử thi, thân sau khi chết, suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy Hắc Hoàng đế quyền hành, kia Hắc Huyên thôn thiên pháp, thôn phệ thế gian hết thảy tội ác ô uế, tác dụng phụ thực sự quá lớn, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Liền liền Hắc Hoàng đế chính mình, năm đó cũng là thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn. Diệp Thần hướng Tinh Diên nói, tốt, biết ngươi lợi hại, bất quá ngươi bây giờ thân thể bộ dáng như vậy, vẫn là bớt tranh cãi đi. Lại hướng Triệu Thiên Tường hỏi, Triệu Huynh, các ngươi cùng Thiên Hằng giáo phái, sáng đạo cung như thế tranh đấu, không biết là vì sao mà lên. Trong lòng của hắn đoán trước, Tinh Không Đảo cùng Mưa Kiếm Điện, còn có Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung, song phương liên minh ở giữa tranh đấu, hơn phân nửa là cùng Thiên Không Thú Hoàng có quan hệ, chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể. Triệu Thiên Tường đang muốn nói chuyện, chợt nghe xoát xoát một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp phương xa có hơn 10 đạo lưu quang bay vụt mà đến, liền thấy có 10 cái võ giả, đạp trên phi kiếm lăng không mà tới, xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, từng cái thần sắc biêu hãn. Thiên Hằng giáo phái người đến. Triệu Thiên Tường thân thể run rẩy một chút, lập tức lộ ra vô cùng cảnh giới thần sắc. Chung quanh Tinh Không Đảo các đệ tử, cũng là trong nháy mắt đề phòng, từng cái trở nên khẩn trương. Kia 10 cái đạp kiếm mà đến võ giả, chính là Thiên Hằng giáo phái người. Ha ha, Triệu Thiên Tường, các ngươi còn sống à, ta còn tưởng rằng các ngươi đều bị hung thú dẫm thành thịt nát, đem vạn năm ngọc tuyết quả giao ra. Một cái Thiên Hằng giáo phái võ giả phát ra cười lạnh thanh âm, nhưng chợt nhìn thấy Tinh Diên cùng Diệp Thần thân ảnh, hắn liền nhướng mày, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Tinh Diên, còn có tiểu tử này là ai? Ngô, các ngươi nhìn chung quanh. Nơi này có thật nhiều linh thú thi thể, là vừa mới thú triều bên trong hung thú, làm sao đều bị đánh chết. Là ai trấn sát thú triều? Một đám Thiên Hằng giáo phái võ giả, vốn là vênh váo tự đắc bộ dáng, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh về sau, bọn hắn liền cảm nhận được to lớn bất an. Triệu Thiên Tường cười ha ha một tiếng, nói, ta nhìn, các ngươi là muốn tìm cái chết, liền luân hồi chi chủ ở chỗ này cũng không biết. Thiên Hằng giáo phái chúng người thất kinh. Ánh mắt nhao nhao tập chú trên người Diệp Thần, cùng kêu lên cả kinh kêu lên. Ngươi là luân hồi chi chủ. Ai, Diệp Thần thở dài một hơi, nhàn nhạt một giọng nói, các ngươi có thể chết rồi. Câu nói này rơi xuống, một chùm thuần ánh sáng trắng huy, từ trên thân Diệp Thần tuôn ra, như phi kiếm suy suy cuồng giết, đem Thiên Hằng giáo phái kia 10 cái võ giả, trái tim toàn bộ xuyên qua, thời gian tuyến cũng toàn bộ chém giết. Đám người một tiếng không hừ. Vô thanh vô tức liền trực tiếp ngã xuống mất mạng. Thấy thế, Triệu Thiên Tường giật mình kêu lên, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi thế nào giết người? Diệp Thần nói, địch nhân không giết, giữ lại ăn Tết sao? Ta đêm nay còn muốn ngủ ngon giấc. Triệu Thiên Tường lập tức kinh ngạc, lập tức không nói gì với nhau. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần sát phạt cư nhiên như thế quả quyết, mà lại giết những ngày kia hàng giáo phái võ giả, tựa như cắt cỏ đồng dạng, thực lực cường hãn. Đã đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, liền xem như thần vương, khí thế cũng không sánh nổi Diệp Thần cái này thiên nguyên cảnh 9 tầng cao giai trung vị thần. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ lên đường. Triệu Thiên Tường chờ một đám Tinh Không Đảo đệ tử, hai mặt nhìn nhau, sau đó khom người đáp, vâng. Liền yên lặng hạ trại nghỉ ngơi. Tinh Diên ôm mình đầu gối, yên lặng ngồi dưới đất, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa khắp mặt đất ương sáng đạo nhai. Nhẹ nhàng nỉ non nói, Thiên Không Thú Hoàng đang kêu gọi ta. Diệp Thần nhướng mày, đi đến bên người nàng, nói ra, ngươi lại nói hưu nói vượn thứ gì. Tinh Diên chỉ vào phương xa Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, ngữ khí mang theo một tia kiên quyết, còn có không che giấu được nôn nóng, nói với Diệp Thần, không phải, Thiên Không Thú Hoàng thật đang kêu gọi ta. Hắn nói hắn có thể ban thưởng ta cứu rỗi, hắn là ta cơ hội duy nhất. Diệp Thần có chút im lặng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Lại nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta thật là liền tức giận, chỉ có ta và ngươi mẫu thân có thể cứu ngươi. Tinh Diên trầm mặc, vành mắt đỏ lên, đúng là lã chã trực khóc, rất là ủy khuất bộ dáng. Diệp Thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nghĩ thầm nữ nhân này tính tình thật sự là xảo trá tai quái, không thể phỏng đoán, hắn tình nguyện cùng thiên đế cấp bậc cường giả chiến đấu, đều không muốn cùng nàng dây dưa, quay đầu hướng Triệu Thiên Tường nói, Triệu huynh. Người phái người chiếu khán nàng. Triệu Thiên Tường cuống quýt đáp, đúng. Liền dẫn hai người đệ tử, thủ hộ tại Tinh Diên bên người. Diệp Thần tĩnh tọa nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, nhưng không đầy một lát, hắn lại cảm thấy phương xa bầu trời đêm,
khí lưu bạo tạc, cương phong mãnh liệt, một đạo tiếng cười to truyền tới từ xa xa. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi quang lâm, làm sao cũng không cáo chi ta Thiên Hằng giáo phái một tiếng. Chỉ gặp một đạo người mặc đạo bào màu xanh da trời thân ảnh, phá không bay đến mà đến, trên thân còn quấn từng sợi thiên đế khí, hiển nhiên tu vi thập phần cường đại, nhưng thân ảnh mông lung, vô cùng hư ảo, lại cũng không là chân thân, mà là một cái bóng mở hóa thân. Là Thiên Hằng giáo phái giáo chủ, Thiên Hằng chân nhân. Hắn sao lại tới đây? Triệu Thiên Tường ngẩng đầu thấy đến đạo thân ảnh kia, lập tức hít sâu một hơi. Ha ha, luân hồi chi chủ, đã có người giới thiệu, ta liền không tự báo danh hào, đại danh của ngươi, ta thế nhưng là như sấm bên tai a. Thiên Hằng chân nhân nhìn tới trên mặt đất, vừa mới bị Diệp Thần giết chết 10 cái trong giáo đệ tử, thi thể còn đang chảy máu, trong mắt của hắn lập tức liền lướt qua một vòng che lấp. Diệp Thần biết, khẳng định là hắn vừa mới giết người, mùi máu tươi xúc động thiên cơ, lại rước lấy Thiên Hằng giáo phái giáo chủ đích thân tới. Bất quá cái này Thiên Hằng chân nhân, hiển nhiên là hết sức cẩn thận, cùng không có sử dụng chân thân, chỉ là giáng lâm một cái bóng mở hóa thân, muốn thử dò xét Diệp Thần hư thực. Diệp Thần hiện tại không có huyết long trợ lực, không có luân hồi lớn có thể trợ lực, nếu như muốn độc chiến thiên đế cường giả lời nói, kia không thể nghi ngờ là phi thường khó giải quyết cùng hung hiểm, nhưng nếu như chỉ là muốn đối mặt một cái bóng mở hóa thân, kia vẫn có chút phân khích. Nguyên lai là Thiên Hằng giáo phái giáo chủ, hạnh ngộ. Lập tức, Diệp Thần liền khách sáo hướng Thiên Hằng chân nhân ôm quyền, ngữ khí không mặn không nhạt. Thiên Hằng chân nhân cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, ta Thiên Hằng giáo phái, không có đắc tội ngươi a. Làm sao vừa thấy mặt, lại giết ta rất nhiều đệ tử. Lại là Tiếu Lý Tàng Đao. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi có thể đến hỏi bọn họ một chút, nửa đường chặn giết, đoạt nhân dược tài, cái này cũng không giống là người tốt làm sự tình a. Thiên Hằng chân nhân nói, đây là ta Thiên Hằng giáo phái cùng Tinh Không Đạo ân oán, còn xin luân hồi chi chủ không nên nhúng tay. Diệp Thần cười nói, nếu là ta nhất định phải nhúng tay đâu. Hắn biết Huyền Vũ Đế Quân đầu nhập vào đạo Huyền Tổ Sư, mà theo Triệu Thiên Tường nói, Thiên Hằng giáo phái cả nhà trên dưới, đều là đạo Huyền Tổ Sư chó săn. Tương lai hắn muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, cùng đạo Huyền Tổ Sư, Thiên Hằng giáo phái ở giữa, chỉ sợ tránh không được một phen tranh đấu, cho nên hiện tại hắn đối Thiên Hằng giáo phái, thế nhưng là không có chút nào lễ nhượng. Thiên Hằng chân nhân biến sắc, vừa cười nói, nếu là luân hồi chi chủ nhất định phải nhúng tay, kia chỉ sợ cũng tổn thương hòa khí. Diệp Thần cười nói, tổn thương hòa khí, thì tính sao? Thiên Hằng chân nhân ra mặt co giật một chút, tiếng cười cũng biến thành âm trầm, nói, đã như vậy, vậy ta Thiên Hằng giáo phái, nhưng phải trước lĩnh giáo một chút luân hồi chi chủ công phu. Tiếp theo sát, Thiên Hằng chân nhân phát ra một đạo linh phù, trên không trung nổ tung, vô tận thần quang tách ra đi, lớn tiếng kêu lên, Vũ Nhi, các người bảy huynh đệ, tới trước hướng luân hồi chi chủ lĩnh giáo. Chỉ gặp Thiên Hằng chân nhân thoại âm rơi xuống về sau, bầu trời đêm cương phong gào thét, phương xa khoảng chừng thất đạo thần quang, bão táp mà đến, hà thải ngàn vạn, võ đạo khí tức như nước thủy triều bành trướng, chính là bảy cái thần vương cấp bậc cường hãn thanh niên. Võ Thiên Thất Tử, Võ Thiên Vũ, Võ Thiên Ưng, Võ Thiên Phong, Võ Thiên Lang, Võ Thiên Long, Võ Thiên Vân, Võ Thiên Hồ. Tham kiến sư tôn, gặp qua luân hồi chi chủ. Kia bảy cái thanh niên nam tử, hàng lâm xuống về sau, các báo danh số, trước hướng Thiên Hằng chân nhân khom mình hành lễ, lại hướng Diệp Thần vấn an, thanh âm đều nhịp, như lôi đình chấn thiên, khuấy động càn khôn, lay tâm thần người. A, à, là Võ Thiên Thất Tử, ta sáng đạo nhai bên trong, thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất thiên tài. Từng cái đều là thần vương a. Triệu Thiên Tường cùng một đám Tinh Không Đạo các đệ tử, nhìn thấy kia Võ Thiên Thất Tử giáng lâm, lập tức thần sắc cuồng biến. Lộ ra vô cùng e dè kinh hãi biểu lộ, lại nhao nhao lui lại. Trong toàn trường, chỉ có Tinh Diên không quan tâm, yên lặng nhìn về phía phương xa sáng đạo nhai phía trên, Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Diệp Thần nhìn thấy Võ Thiên Thất Tử giáng lâm, cũng là hơi cảm nhận được một chút áp lực, bất quá còn tại hắn có thể trấn áp phạm trù, liền mỉm cười, nói, Thiên Hằng chân nhân, ngươi không động thủ, lại gọi ngươi bảy cái đầu nhi động thủ, ta chỉ sợ đợi chút nữa đánh nhau. Bọn hắn bảy cái đều muốn biến thành tử thi. Thiên Hằng chân nhân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, nói, tiểu tử, ta cho thiên tổ một bộ mặt, bảo ngươi một tiếng luân hồi chi chủ, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là một trung vị thần, còn dám ở trước mặt ta cuồng vọng làm càn. Nếu không phải sau lưng ngươi có Nhậm Phi Phàm bảo hộ,
người sớm không biết chết bao nhiêu lần. Võ Thiên Thất Tử nghe lệnh, vận dụng các ngươi suốt đời tuyệt học, hôm nay liền trấn sát luân hồi chi chủ. Yên tâm, Nhậm Phi Phàm sẽ không tới. Dứt lời, Thiên Hằng chân nhân đánh xuất ra đạo đạo thiên đế pháp tắc, phong tỏa phiến thiên địa này hư không, ngăn cách thiên cơ, để tránh Diệp Thần kêu gọi giúp đỡ. Diệp Thần cười ha ha, nói, đối phó các ngươi, ta còn cần gọi người. Võ Thiên Thất Tử nhìn nhau, ánh mắt đều là phát lạnh, đồng nói, động thủ. Thoại âm rơi xuống, bảy người thân hình cùng nhau nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt ký kết thành một cái bắt đầu thất tinh trận, bảy người khí cơ nối liền thành một thể, lại cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, bảy chuôi kiếm đều nhịp, bộc phát ngập trời kiếm khí, cuối cùng hội tụ thành một cỗ kiếm khí thác nước, giữa trời liền hướng về Diệp Thần bạo giết tiếp. Bọn hắn đều có thần vương cấp bậc cường giả, tuy là cấp thấp thần vương, nhưng bảy người khí tức liên hợp, lại mượn nhờ đại trận cùng thiên thời địa lợi, khí thế quả thực là kinh thiên động địa. Thác nước kia kiếm lưu như ngân rơi cửu thiên, muốn đem Diệp Thần rảo sát thành mảnh vỡ. Tinh chi thạch, tinh không đỉnh. Diệp Thần gặp nguy không loạn, nhất thanh thanh hát, tế ra tinh không đỉnh. Chỉ gặp kia tinh không đỉnh phía trên, tuyên khắc lấy từng đạo huyền ảo phù văn, kia là tinh không đạo thư phù văn, thân đỉnh bên trên khảm nạm lấy một viên bảo thạch, đúng là lục đại bảo thạch bên trong tinh chi thạch. Tại tinh chi thạch khảm nạm dưới, tinh không đỉnh khí tức, xa so với dĩ vãng bành trướng. Mà đỉnh thân bên trong, lại có đại lượng nước suối đang sôi trào, ủng ục ục bốc lên ra bong bóng, đó chính là thánh tuyển chi thủy. Diệp Thần khảm nạm tinh chi thạch, lại chút xuống đại lượng thánh tuyển chi thủy, toàn bộ tinh không đỉnh uy thế, liền biến đến vô cùng hung mãnh bạo tạc, một đỉnh ra, thiên địa chấn động. A, à, tiểu tử này, còn chưa tới cửu đỉnh cảnh, sao có thể đúc đỉnh? Thiên Hằng chân nhân nhìn thấy một màn này, lập tức lấy làm kinh hãi, mà lại Diệp Thần chỗ phóng thích ra thần đỉnh. Còn không phải bình thường thần đỉnh, mà là vô cùng thần bí tinh không đỉnh. Võ Thiên Thất Tử nhìn thấy Diệp Thần tinh không đỉnh, cũng là cảnh giới, bảy người kiếm thế nhất chuyển, cuồn cuộn kiếm khí hướng về kia tinh không đỉnh bạo rơi mà đi, như ngân hà treo ngược, sáng chói bá đạo. Một đỉnh hóa vạn kiếm, giết. Diệp Thần không chút nào hoảng, thôi động tinh không đỉnh, cả tòa tinh không đỉnh ầm ầm chấn động, thánh tuyển chi thủy điên cuồng sôi trào, hóa thành cuồn cuộn năng lượng nguyên khí. Toàn bộ dung nhập tinh không đỉnh bên trong. Ong ong ong, tinh không đỉnh đến đại lượng thánh tuyển chi thủy quán trú, năng lượng bạo tạc, tinh quang phù văn cực hạn lập lòe, từ thân đỉnh bên trong, ào ào phun ra vô tận tinh quang, cuồn cuộn tinh quang lại hóa thành ngàn vạn kiếm khí, chém ngược sông lên, cùng Võ Thiên Thất Tử kiếm khí thác nước đối va vào nhau. Xuy xuy xuy, hai cỗ dòng thác kiếm khí va chạm, tinh quang không ngừng chôn vùi, thời không nổ tung sụp đổ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng lại là Diệp Thần tinh quang kiếm khí, phá sát nghịch sông, đem Võ Thiên Thất Tử dòng thác kiếm khí, toàn bộ cắn nát. Hiu hiu hiu. Diệp Thần còn sót lại tinh quang kiếm khí, một chút nghịch sông chảm bổ, liền đem Võ Thiên Thất Tử bên trong, cường đại nhất Võ Thiên Vũ chém giết. Võ Thiên Vũ hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị Diệp Thần còn sót lại tinh quang kiếm khí, chém giết xoắn nát thành huyết vũ, bay lả tả từ không trung phiêu rơi xuống dưới. Đại sư huynh. Còn lại Võ Thiên Lục Tử, lập tức kinh hãi chấn động. Thiên Hằng chân nhân cũng là a một tiếng kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần lấy một địch thất, còn có thể phản giết một người. Đây không phải thực lực của hắn, đây là thánh tuyển chi thủy uy lực. Đáng chết tiểu tử, sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực a. Thiên Hằng chân nhân nội tâm phẫn nộ gào thét, hắn nhìn ra được, chỉ dựa vào Diệp Thần chính mình, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền chiến thắng Võ Thiên Thất Tử. Diệp Thần có thể phản sát, hoàn toàn là bởi vì có thánh tuyển chi thủy năng lượng trợ lực. Kia thánh tuyển chi thủy, là thiên tổ một giọt nước mắt sở hóa, ẩn chứa trong đó vô tận năng lượng, Diệp Thần mượn dùng cỗ lực lượng này, nghịch phạt thần vương cũng là trở nên đơn giản rất nhiều. Võ Thiên Vũ bỏ mình, Võ Thiên Lục Tử hai con ngươi rưng rưng, mười phần phẫn nộ, lại kiêng kỵ Diệp Thần thực lực cường đại. Cơ hội! Diệp Thần nhìn thấy Võ Thiên Lục Tử cảm xúc phấn khích, liền biết bọn họ nói tâm lay động. Đây là hắn nhất cử diệt sát tuyệt thời cơ tốt. Vạn hoa đồng huyết nhãn, mở. Diệp Thần không do dự, lập tức mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, phải mắt trong con mắt, thậm chí dâng lên nhất câu trăng khuyết, kia là Nguyệt Chi Thạch. Tại Nguyệt Chi Thạch trợ lực dưới, Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, huyễn thuật khí tức tấn mãnh bão táp, đồng thuật vừa mở ra, thiên địa phảng phất đều điên đảo rối loạn. Võ Thiên Lục Tử tiếp xúc đến Diệp Thần ánh mắt, lập tức liền cảm thấy tâm thần lay động. Đạo tâm của bọn họ vừa mới xuất hiện lay động, giờ phút này tinh thần liền bị Diệp Thần huyễn thuật xâm lấn.
Võ Thiên thất tử, các ngươi đều là tử thi a. Bất quá mộ bên trong xương khô, còn muốn cùng ta đấu a. Diệp Thần phát ra to ngâm sướng, trong thanh âm mang theo điên đảo thật giả lực lượng kinh khủng. Hắn nói Võ Thiên thất tử là tử thi, là mộ bên trong xương khô, đây đương nhiên là giả, Võ Thiên thất tử chỉ chết một người, còn lại sáu cái còn là người sống. Nhưng, Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, nhưng lại có biến giả trở thành sự thật, điên đảo hư thực lực lượng, tại Nguyệt Chi Thạch gia chỉ dưới, hắn huyễn thuật càng là kinh dị, liền thần vương đều muốn bị ăn mòn. Võ Thiên lục tử hoảng hốt, liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt, trong thức hải toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, như tư tưởng giấu chạm nổi không thể xóa nhòa, kia suy nghĩ liền là bọn hắn vốn chính là từng cỗ khô thi, bọn hắn đã chết, sinh mệnh đã sớm tan biến. Diệp Thần huyễn thuật, điên cuồng ăn mòn thân thể bọn họ cùng đạo tâm đủ loại pháp tắc trật tự, không ngừng tan rã tính mạng của bọn hắn tuyến, trong khoảnh khắc, đáng sợ một màn liền xuất hiện, chỉ gặp Võ Thiên lục tử thân thể, không ngừng khô quắt khô héo, huyết nhục bốc hơi, rất nhanh liền thành từng cỗ khô thi, đã mất đi tất cả linh khí, từ không trung rớt xuống, răng rắc vỡ nát thành cho cốt. Diệp Thần căn bản không có động thủ, chỉ là dựa vào huyễn thuật, liền gắng gượng đem Võ Thiên lục tử, từ người sống nghiền thành khô thi. Một màn này, thực sự quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Ông trời ơi! Triệu Thiên Tường chờ một đám tinh không đảo đệ tử, thấy cảnh này về sau, đều kinh hãi sợ nổi da gà, không dám tin vào hai mắt của mình, lại sợ hãi tán thưởng Diệp Thần thần thông cường đại. Các đồ nhi, các ngươi! Thiên Hằng chân nhân triệt để sợ ngây người, nếu như Diệp Thần dựa vào cứng đối cứng thực lực, giết chết hắn thương yêu nhất bảy cái đồ đệ, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng, Diệp Thần trực tiếp dựa vào huyễn thuật, chỉ là một câu, liền để các đồ đệ của hắn biến thành khô thi bạch cốt, hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, càng không thể tin được chính mình dưới trướng cường đại nhất Võ Thiên thất tử, thế mà trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết tận. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, đưa ta đồ nhi mệnh đến. Thiên Hằng chân nhân triệt để mất lý trí, hắn chỉ muốn hết thảy trước mắt đều là ảo giác, chỉ muốn giết chết Diệp Thần, các đồ nhi của hắn liền có thể sống sót. Thiên Đế Phong Bạo Kiếm. Thiên Hằng chân nhân đại thủ giết ra, quét sạch lên cuồn cuộn khí lưu, hóa thành kiếm nhận phong bạo, mang theo cường đại uy áp, liền hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, cái này Thiên Hằng chân nhân tuy là một cái bóng mờ, nhưng dù sao chân thân là Thiên Đế, cái này hư ảnh thực lực cũng là có chút cường hãn, không thể khinh thường. Vũ trụ mệnh cách, thời gian pháp tắc, thời gian kéo dài, tuế nguyệt đứng im. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, cuồn cuộn thần quang từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, hắn biết cùng loại cao thủ cấp bậc này, cứng đối cứng, hắn tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Lập tức, Diệp Thần liền mở ra vũ trụ mệnh cách, điều động thời gian pháp tắc lực lượng, ở chung quanh triển khai một cái thời gian lĩnh vực, tại mảnh này thời gian lĩnh vực bên trong, thời gian trôi qua trở nên tốc độ như rùa chậm chạp. Thiên Hằng chân nhân thôi động kiếm nhận phong bạo, vốn là vô cùng hung hãn bạo sát hướng Diệp Thần, nhưng trong khoảnh khắc, tại Diệp Thần thời gian lĩnh vực triển khai về sau, hắn liền cảm thấy trước mặt không khí tràn ngập vô cùng sền sệt chất keo, hắn giống như bị vây ở bột nhão bên trong, động tác một chút trở nên trì trệ xuống tới. Diệp Thần không cùng hắn cứng đối cứng, mà là dùng thời gian pháp tắc thủ đoạn, triển khai thời gian lĩnh vực, nhưng tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, kể từ đó, Thiên Hằng chân nhân tấn mãnh cuồng bạo thế công, liền trở nên con kiến tốc độ như rùa chậm chạp. Nếu như là đối chiến Thiên Hằng chân nhân chân thân, Diệp Thần như vậy thời gian pháp tắc thủ đoạn, không có mảy may hiệu quả, dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa, thân là Thiên Đế Thiên Hằng chân nhân, không có khả năng bị Diệp Thần thời gian lĩnh vực cầm cố lại. Nhưng bây giờ, Thiên Hằng chân nhân chỉ là một cái bóng mở hóa thân, hắn đạo này hóa thân Thiên Đế pháp tắc, hoàn toàn không thể cùng Diệp Thần thời gian pháp tắc chống lại, thậm chí năng lực phòng ngự còn không bằng thần vương. Tiểu tử, ngươi! Cảm nhận được chính mình vô cùng ngưng trệ động tác, Thiên Hằng chân nhân liền sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đối thời gian pháp tắc trưởng khống, thế mà lợi hại đến nước này, lập tức liền đem hắn khốn trụ, tại bị kéo dài vô số lần thời gian dưới, hắn tất cả động tác cùng thế công, đều biến đến vô cùng trì trệ chậm chạp, một chút lực uy hiếp đều không có. Thiên Đế Kim Đỉnh, bạo. Trong lúc nguy cấp, Thiên Hằng chân nhân gọi ra một tòa chiếc thần đỉnh màu vàng óng, chính là cửu đỉnh một trong. Hắn một cái bóng mở hóa thân, không cách nào đem cửu đỉnh toàn bộ triệu hoán đi ra, chỉ có thể gọi ra một đỉnh. Bất quá coi như chỉ có một đỉnh, uy thế cũng là 10 phần hung mãnh, kim đỉnh ra, kim quang dâng lên, chiếu rọi thiên khung,
cuồn cuộn năng lượng bạo dũng, Thiên Hằng chân nhân liền chuẩn bị đem kim đỉnh dẫn bạo, cũng không để ý cái gì đại giới, chỉ muốn trước phá mất Diệp Thần thời gian lĩnh vực. Tại lĩnh vực của ta bên trong, còn muốn tự bạo. Tinh không đỉnh, cho ta đụng nát. Diệp Thần cơ biến cực nhanh, vừa nhìn thấy Thiên Hằng chân nhân tế ra kim đỉnh, liền biết hắn nghĩ dẫn bạo, liền lập tức thôi động tinh không đỉnh, hung hăng hướng về cái sau kim đỉnh đánh tới. Tinh không đỉnh cùng kim đỉnh va chạm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, lập tức hai tòa thần đỉnh, song song sụp đổ, cuồn cuộn canh kim khí lưu cùng tinh không sức sống, điên cuồng hỗn hợp loạn vũ tứ ngược, bụi mù lên không hóa thành sáng chói hỗn loạn mây hình nấm. Tinh không đỉnh vỡ vụn, Diệp Thần khóe miệng liền tiết ra máu tươi, gương mặt tái nhợt, nội tạng một trận kịch liệt đau thắt, nhận lấy to lớn phản phệ. Cái này tinh không đỉnh, có thể nói là hắn bản mệnh thần đỉnh, một chút vỡ vụn. Hắn chịu phản phệ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đúc nóng đến tinh không đỉnh bên trong một tờ tinh không đạo thư, còn có vừa mới khảm nạm tinh chi thạch, toàn bộ rụng xuống, hóa thành lưu quang trở lại trong cơ thể hắn. Thiên Hằng chân nhân dù sao cũng là thiên đế, coi như hắn chỉ là một cái bóng mở hóa thân, chỗ gọi ra kim đỉnh, cũng là hàng thật giá thật thiên đế thần đỉnh, tự nhiên không phải tốt như vậy đụng nát. Diệp Thần tinh không đỉnh, là siêu việt cửu đỉnh thứ 10 đỉnh. Mang theo tinh không đạo thư cùng tinh chi thạch uy thế cùng năng lượng, cuối cùng mới miễn cưỡng khó khăn lắm đụng nát Thiên Hằng chân nhân kim đỉnh, chính mình tinh không đỉnh cũng bể nát, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bất quá, Diệp Thần có thể là chân thân ở đây, Thiên Hằng chân nhân chỉ có một cái bóng mờ, coi như lưỡng bại câu thương, một trận chiến này thắng lợi cán cân nghiêng, cũng là hướng về Diệp Thần nghiêng về xuống tới. Liền thấy kim đỉnh sau khi vỡ vụn, Thiên Hằng chân nhân hư ảnh thân thể, một trận kịch liệt lay động. Trở nên hư ảo cùng làm giảm bớt rất nhiều, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa khí tức, cũng là suy yếu rất lớn. Đáng chết tiểu tử, thật sự là không muốn sống nữa. Thiên Hằng chân nhân khẽ cắn môi, cũng là cảm thấy Diệp Thần thủ đoạn cường hãn, lại đánh như vậy đi xuống, hắn đạo này hóa thân liền muốn hủy diệt, chân thân sợ rằng cũng phải nhận to lớn phản phệ thương tích. Siêu! Lập tức, Thiên Hằng chân nhân phi thân lên, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Ta ra máu! Ngươi cũng phải ra điểm huyết a. Diệp Thần nhe răng cười một chút, co ngón tay bắn liền, từng đạo sắc trời kiếm khí biểu trảm mà ra, mang theo vô cùng khí thế bén nhọn, thuần ánh sáng trắng huy đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Thiên Hằng chân nhân một tiếng hét thảm, thân thể lọt vào Diệp Thần sắc trời kiếm khí vây trảm, chỉ một thoáng sụp đổ chôn vùi, tiêu tán vô hình. Tiểu tử, ta không để yên cho ngươi. Phương xa truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Kia là Thiên Hằng chân nhân chân thân phát ra gào thét. Đạo này tiếng gầm gừ rơi xuống về sau, giữa thiên địa liền dần dần an tĩnh lại, Diệp Thần tăng hắng một cái, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi. Hắn cuối cùng chỉ là một trung vị thần, cùng thiên đế cấp bậc cường giả chiến đấu, coi như chỉ là đối chiến một sợi hư ảnh, cũng là quá mức miễn cưỡng, vừa mới trận chiến kia, hắn hao tổn phi thường lớn, mà lại bị thương không nhẹ. Trước đó Điệp Mộng Tinh quân Yên Vũ Điệp đưa cho hắn hai viên cửu chuyển kim đậu, sau khi phục dụng có thể lập tức nhường thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn hiện tại cũng không nỡ ăn, yên lặng điều động yêu trong sông Thánh Tuyển chi thủy năng lượng, tư nuôi thân thể của mình. Luân hồi chi chủ, người không sao chứ? Triệu Thiên Tường cùng một đám tinh không đạo đệ tử, cuống quýt tới vịn Diệp Thần, bọn hắn đều bị Diệp Thần thực lực cường đại rung động. Diệp Thần nói, không có việc gì, còn chưa chết. Hắn đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn một chút. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống, trái tim đột nhảy một cái, tinh diên người đâu? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện tinh diên không thấy. Vừa mới hắn cùng Võ Thiên Thất Tử chiến đấu, lại cùng Thiên Hằng chân nhân đại chiến, tinh thần cao độ tập trung, căn bản hoàn mỹ lưu ý tinh diên tình trạng. Triệu Thiên Tường bọn người nhìn một chút chung quanh, cũng phát hiện tinh diên không thấy, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nói ra, ta. Bên ta mới chỉ chú ý quan chiến. Lo lắng luân hồi chi chủ an nguy của ngươi, lại chưa từng lưu ý tinh diên tiểu thư. Diệp Thần trái tim lập tức lạnh một nửa, phẫn nộ nói, nhanh đi tìm nàng. Hắn hao phí thiên đại tâm huyết cùng đại giới, mới đưa tinh diên từ Nam Châu Thiên mang về, chỉ đợi ngày mai nhìn thấy mẫu thân nàng, liền coi như là công đức viên mãn, nếu là tại cuối cùng này một đêm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn thật là muốn thổ huyết. Triệu Thiên Tường bọn người hoảng hồn, vội vàng ra đi tìm. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, cũng âm thầm thăm dò thiên cơ, tìm kiếm tinh diên tung tích. Nhưng hắn thăm dò phía dưới, lại không nhìn thấy tinh diên thân ảnh, chỉ có thấy được một đầu kinh khủng cự thú,
kéo lấy 10 đầu cái đuôi, cự thú thân thể tựa như là dùng bùn nhão cùng mùi hôi thi hài ngưng tụ mà thành, vô cùng xấu xí cùng kinh dị, trên thân lại hiện đầy từng khỏa quỷ dị ánh mắt, chảy xuôi thanh sắc cùng màu đỏ sậm huyết thủy chất lỏng, rõ ràng chỉ là thiên cơ hình tượng, nhưng hắn lại tựa hồ như có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hôi thối cùng hư thối mùi. Quỷ dị như vậy hình tượng, liền xem như lấy Diệp Thần đạo tâm, đều có chút không chịu nổi trùng kích, hắn đành phải lập tức đình chỉ nhìn trộm, mở to mắt. Đầu này cự thú, là thập vĩ. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng là muốn nhìn trộm tinh diên hạ lạc, làm sao lại nhìn thấy thập vĩ. Diệp Thần nhíu chặt lông mày, nhịp tim đến lợi hại hơn, cả người giống như muốn bị vô biên ác mộng bao phủ. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, điều tức tính tâm, gọi ra thiên đế Kim Luân, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, chậm rãi nhường đạo tâm của mình an tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thiên Tường bọn người trở về, tất cả mọi người mang theo uể oải, khó xử, bất đắc dĩ, hổ thẹn chờ các loại thần sắc. Thế nào? Diệp Thần hỏi. Triệu Thiên Tường bịch một chút liền cho Diệp Thần quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói ra, luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, là ta trông coi bất lực, tinh diên tiểu thư giống như đã chạy rơi mất, chúng ta ở chung quanh nhìn thấy vết chân của nàng, là dọc theo sáng đạo nhai phương hướng đi. Trong đêm tối, hung thú hoành hành, đã không cách nào đuổi theo. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, sáng đạo nhai, các ngươi không dám truy, ta theo đuổi. Trước đó tinh diên nói qua, thiên không thú hoàng đang hô hoán nàng, nàng cũng một bộ mê mang si ngốc bộ dáng, giống như bị mê hoặc, thật muốn đi đầu quân thiên không thú hoàng. Vừa mới Diệp Thần cùng võ thiên thất tử, thiên hằng chân nhân chiến đấu, tinh diên khẳng định là thừa dịp chạy loạn. Diệp Thần đứng dậy liền muốn đuổi theo, nhưng khi hắn toát ra đuổi theo suy nghĩ, tinh thần thật giống như lọt vào cái gì tà ma xâm lấn, trong đầu nhịn không được hiển hóa ra thập vĩ thần thú thân ảnh, phình to, xấu xí, hung ác, quỷ dị, tản ra bẩn thỉu mùi hôi. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, ngừng dừng chân lại, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn muốn ói. Triệu Thiên Tường luống cuống, nói, luân hồi chi chủ, người thế nào? Diệp Thần cắn răng nói, có chút cổ quái, thôi, ngày mai đi đến mưa kiếm điện lại nói. Không, không đi mưa kiếm điện, vẫn là đi trước các ngươi tinh không đảo. Hiện tại tinh diên mất đi, Diệp Thần từ không thể tùy tiện bước vào mưa kiếm điện sơn môn, nếu không nếu là mẫu thân nàng Khương rít gào vân bạo tẩu, hắn liền phiền toái. Hắn dự định đi trước tinh không đảo một chuyến, từ tinh không đảo ra mặt, nói rõ sự tình nguyên nhân, đủ loại này khó khăn trắc trở, thực sự không thể trách hắn, là tinh diên thực sự rất khó khăn quản, hắn cũng vô cùng nháo tâm. Triệu Thiên Tường bọn người không dám nói lời nào, hết thảy đều y theo Diệp Thần phân phó. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, đi qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái đã khôi phục, liền cùng Triệu Thiên Tường một đoàn người, tiến về tinh không đảo Sơn Môn. Đêm tối sáng đạo nhai thế giới, vô cùng âm trầm kinh dị, hung thú tứ ngược, nhưng đến ban ngày, lại là một bộ thiên quốc thánh cảnh bộ dáng, khắp nơi hào quang tường thủy tràn ngập, linh thú bôn tẩu, thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm cùng nhẹ nhàng khoan khoái, toàn bộ thế giới duy nhất hắc ám, liền là trung ương đại địa kia sáng đạo nhai trên đỉnh núi, tòa kia bầu trời tăm tối thú hoàng pho tượng. Thiên không thú hoàng, hắn kêu gọi tinh diên, hắn muốn làm gì? Hắn pho tượng kia, là có ý thức, là sống. Diệp Thần trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại không chiếm được giải đáp, hắn chỉ có thể đi trước tinh không đảo một chuyến, nếu có thể nhìn thấy tinh không đảo đảo chủ, có lẽ có thể biết nhiều bí mật hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 564.